Xin chào tất cả anh em, lên cho anh em cây condo thẳng dài đấy, mã của nó là CT282 anh em nhé. Anh em nhớ mã đó là CT282. Anh em nào mà có nhu cầu thì chỉ cần điện đến cho bên shop và nói rằng là tôi muốn mua cây CT282 của bên shop, thế là bên em đã biết cấu hình nó là cây này rồi anh em nhé. Đấy, cấu hình thì đã được lưu lại rồi, anh em chỉ việc đọc mã thôi. Đấy, anh em thấy cái việc mua bán hiện tại bây giờ nó đã rất là dễ dàng và thuận tiện rồi. Anh em mua hàng của bên Sơn Tùng thì sẽ có hai cái lợi đấy, một đó là chất lượng, hai đó là giá cả anh em nhé. Đấy, chất lượng thì bên em sẽ đảm bảo cho tất cả anh em, ví dụ như cây này em sẽ bao cho tất cả anh em nó là 70m trở lên, thì chắc chắn là bên em sẽ phải mang đi test, mang đi ráp căn chỉnh hoàn thiện cho anh em, sau đó sẽ phải test cho anh em đủ 70m rồi mới gửi đi, cho nên anh em yên tâm về chất lượng trong cái quá trình mà anh em sử dụng, mà có bất cứ cái vấn đề gì thì anh em cứ điện lại cho shop đấy, shop sẽ xử lý, sẽ giải quyết tất cả cho anh em. Còn về giá thì anh em cứ yên tâm, giá cả thì cực kỳ là hợp lý rồi, giá gọi là hợp lý nhất cho tất cả anh em cứ yên tâm nhé. Đấy, anh em có thể tham khảo khảo giá ở trên cái thị trường YouTube đấy. Rồi anh em chúng ta sẽ đi vào cấu hình chi tiết của cây CT282 này nhé. Thì em sẽ đi lướt qua, đi nhanh cho tất cả anh em. Đấy, sau đó là em sẽ phải mang cái cây này đi để em lắp ráp lại một chút, để em sẽ bơm hơi, sau đó là em sẽ mang đi test để trả khách. Đấy, cây này thì đã có khách đặt rồi, nhưng em sẽ lên cấu hình như thế này và lên mã để cho anh em nào mà có nhu cầu thì có thể đặt lại cấu hình này nhé. Đấy, ráp thì chỉ trong vòng một buổi chiều là xong thôi, em sẽ mang đi test. Đấy, cây này thì cũng vừa ráp xong. Đấy, rồi. Bình carbon 0.42, anh em có 3 sự lựa chọn nhé, 0.42, 0.36 và 0.5. Đấy, giá tiền của nó thì sàn sàn như nhau, cho nên là anh em có thể tùy chọn nhé. Van thì là van cricket bản hộp rút rồi, con này thì cực kỳ là ngon, giá bán lẻ của nó rơi vào khoảng 1.8 đến 1.850. Đấy, van đẳng cấp nhất nhì của cái thằng condo rồi, anh em cứ yên tâm về cái chất lượng. Về khung, khung có ruột tay cầm gỗ nhé, tay cầm gỗ hai mảnh. Đấy, khung là khung tròn thẳng dài. Đây, có thể cho anh em xem qua được cái chất lượng của chiếc khung qua cái lớp sơn alloy cực kỳ là ngon anh em nhé. Khung XS8854 đấy, khung tem, khung này thì ráp một phát ăn ngay và không sợ bị trượt cò anh em nhé, không bao giờ sợ bị trượt cò. Nó sẽ đắt hơn những cái dòng khung rẻ 100.000, nhưng mà cái gọi là độ ổn định và cái độ vẫn an toàn của nó mang lại cho anh em thì cực kỳ là tốt anh em nhé. Đấy, ruột thì là ruột bọc đồng đấy, lò xo thì đã thay cho anh em bằng chiếc lò xo thừa của riêng bên em rồi. Đấy, anh em cứ yên tâm về chất lượng. Bên Sơn Tùng thì biết thì làm luôn. Đấy, để anh em về chỉ việc chơi thôi. Về giảm thanh thì hiện tại con này nó là giảm bút neo 3 khúc. Đấy, 3 khúc anh em nhé, 3 khúc tiến lùi thì anh em có thể gọi là cắt đi một khúc như thế này để cho nó gọi là hợp lý nhất, phù hợp nhất với cây này, cân đối nhất. Đấy, con này thì là phi 30, anh em thích chơi phi 35 hoặc là chơi giảm sumo, đấy, giảm Adifox thì anh em cứ alo, bởi vì giá tiền của nó thì cũng xem như nhau. Đấy, hơn kém vài chục không thành vấn đề anh em nhé. Đấy, rồi về đến cành và kính thì hiện tại bên em đang sử dụng ở cây CT282 này, đó là cành lô tha anh em nhé. Đấy, cành lô tha thì cũng nói luôn với tất cả anh em, đó là cành lô tha loại 1 thì mới dám bao cho tất cả anh em là ít nhất là 70m nhé. Nhưng trên thực tế cái cây này thì gặp rơi vào tay các bác nào mà có kinh nghiệm thì 80-90m thì nó là cái chuyện quá bình thường anh em nhé, không quá là khó đối với những em nào mà có kinh nghiệm. Đấy, anh em đợi một chút em sẽ lấy khương cho anh em xem. Con này bán lẻ của nó thì rơi vào khoảng 1.500.000 anh em nhé. Đấy, cành là cành loại 1 rồi, không phải cái cành loại 2, loại 3 mà giá của nó là 1.000.000 hoặc là 1.100.000 đâu. Em cũng nói luôn em không bán cái hàng loại đấy. Đấy, em đợi một chút em sẽ lấy khương cho tất cả anh em xem. Em đợi một chút nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Khương rất là đẹp luôn này, khương sáng loáng luôn. Đấy, hàng 12 khương, em sẽ xoay như này cho anh em nhìn khương nó được rõ hơn nhé. Đấy, anh em thấy chưa? Khương anh em xem là phải xoay như này. Đấy, thì anh em mới có thể nhìn sâu được vào khương. Đấy, anh em thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Rồi, cái con cành này thì bán lẻ nó là 1.500.000. Đấy, cành loại 1, lô tha qua rơ, hàng tem vàng, hàng loại 1, hàng xịn anh em nhé. Đấy, 25 can thì con này thì nó đang là 6.35. 25 can thì nó là 6.35. Anh em có 3 sự lựa chọn. Đấy, 4.5, 5.5 và 6.35. K
cành 14 inch và 20 inch. Ở cây thẳng dài thì chắc chắn anh em sẽ phải sử dụng cành 20 inch rồi. Đấy. Còn về kính thì cái con kính em đang sử dụng ở cây này nó là Macco anh em nhé. Đấy. Bởi vì sao em chưa lắp chân kính là vì em muốn cho anh em xem cái tâm của kính. Đấy. Anh em nhiều khi là mua củi nhưng mà không biết được cái tâm kính của nó như thế nào. Cũng nhiều bác rất là dễ tính, đấy, cứ lên cấu hình thì là mua luôn, không cần phải xem tâm kính cả. Đấy. Có những khách rất là dễ tính nhưng mà cũng có những anh em cũng khá là khó tính. Cho nên là em cho anh em xem được cái gì thì cho xem luôn. Đấy. Cho được xem cái gì thì cứ cho xem luôn một thể cho anh em gọi là rõ nhất nhé. Đấy, để anh em có thể đưa ra được cái quyết định tốt nhất cho mình. Macco, đấy, con này là 4-16x44SF, đấy, anh em thấy chưa? Thương hiệu Macco thì nó cực kỳ là nổi tiếng về độ led và trong rồi. Độ chống rung giật, chống nhảy tâm thì cũng rất là tốt anh em nhé. Đấy, Macco, con này độ phóng đại từ 4-16 lần, đấy, anh em thấy chưa? Đây là chỉnh lấy led nhé, lên xuống này, trái phải này, rất là đơn giản thôi. Em sẽ cho anh em xem qua cái tâm. Đấy, anh em thấy chưa? Tâm cực kỳ led luôn. Con này mà soi ngoài trời, soi thực tế thì rất là led luôn. Ở trong phòng kín này thì nó không được led như ngoài trời. Đấy, anh em thấy chưa? Em đã lên rất là nhiều video để cho anh em có thể xem tâm và cái độ led của con Macco này rồi. Đấy, giá bán lẻ của nó là 1,7 triệu anh em nhé. 1,7 triệu nó tương đương cùng phân khúc với cái thằng BSA. Nhưng để nói về cái độ led và cái độ chống nhảy tâm thì ngon hơn thằng BSA nhé. Đấy thì em cũng biết thì nói luôn với tất cả anh em để anh em có thể gọi là đưa ra được cái lựa chọn tốt nhất cho mình. Đấy. Ở bên em thì có hai hình thức giao dịch. Đấy, anh em đợi một chút em sẽ nói qua về cái phần chân trống và kẹo nhé. Giá em để phía dưới của màn hình sẽ không bao gồm chân trống và không bao gồm kẹo anh em nhé. Đấy. Kẹo thì là 450 một cân. Đấy. Một cân thì là ba hộp, anh em mua thì mua cả một cân nhé, đừng mua nửa cân thì nó rất là khó chia. Về chân trống thì cũng là 450 một cân, quên chân trống là 450 một cân. Chân trống là 450 một chiếc anh em nhé. Đấy, chân trống là 450 một chiếc. Trên thực tế thì em đã giảm nhẹ nhất, bao giờ cũng giảm giá gọi là kịch sàn cho anh em rồi. Đấy, giảm giá kịch sàn thế cho nên là em sẽ không tặng kèm cái gì. Em bình thường thì những cái shop khác thì có thể kênh cái giá kẹo lên. Đấy, kênh cái giá tiền giá kẹo lên để tặng kèm, nhưng mà bên em thì không kênh lên, không kênh giá lên, mà gọi là giảm giá nhẹ nhất cho anh em. Anh em có thể mua cả một cây này. Đấy, hoặc là mua lẻ bất cứ cái bộ phận nào trong cái cây này đều được anh em nhé. Đấy, mua lẻ kính cũng được, van bình cũng được. Đấy, khi mà anh em mua gọi là nguyên một cây như thế này thì em có thể gọi là cân đối cho anh em. Đấy, anh em có thể mua kẹo thì em sẽ bán cho anh em bằng cái giá mà em nhập vào thôi. Đấy, bán với cái giá gốc chứ không thể nào mà tặng được, bởi vì là giá của bên em đưa ra nó đã rất là rẻ rồi anh em nhé. Đấy, ráp cho anh em, đấy, căn chỉnh cho anh em, test cho anh em. Chứ không phải đơn giản là chỉ lắp lên là xong nhé. Đấy, còn bảo hành cho anh em nữa cơ. Thế cho nên là anh em cứ yên tâm về cái chất lượng. Giá cả thì thực tế là cũng có thể là bằng giá những cái shop khác, hoặc là cũng có thể là rẻ hơn được một chút. Nhưng mà cái chế độ bảo hành và cái chất lượng của cái cây củi thì em xin đảm bảo với tất cả anh em nhé. Đấy, bên em thì có hình thức giao dịch, một đó là gửi xe, hai đó là COD nhé. Gửi xe thì tất cả em sẽ đều ráp căn chỉnh hoàn thiện cho anh em. Đấy, bao 70 mét thì sẽ mang đi test đủ 70 mét nhé. Đấy, gửi xe thì sẽ gửi nguyên cây. Đấy, gửi nguyên một gói như thế này, cả một cây thì em sẽ đóng gói này em gửi đi luôn. Đấy, còn COD thì em sẽ chia làm 2 đến 3 gói tùy vào cái cấu hình anh em nhé. Đấy, anh em cứ nhận hàng thì nhận cái gói nào thì anh em trả tiền cái gói đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy là COD. Em sẽ tháo van bình ra, tháo kính, tháo giảm ra để cho nó được ngắn gọn và nó được giảm nhẹ cái tiền cốt nhé, để nó được an toàn nhất cho cả người bán và người mua. Đấy, anh em cứ nhận gói nào thì trả tiền gói đấy, rất là đơn giản. Đây là cái thông số của kính nhé. Đấy, em lên luôn cho anh em xem. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ alo nhé, bất cứ gọi là cái bộ phận gì thì em cũng đều có thể bán lẻ cho anh em được. Đấy, làm dâu trăm họ thì nhà nào em cũng nhảy. Rồi, xin chào tất cả anh em xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái sản phẩm mới nhất của shop và không để ủng hộ shop anh em nhé. Để em cũng xin nói thêm một chút là bên em sẽ làm rất là nhiều kênh. Sơn Tùng ATM thì sẽ làm rất là nhiều kênh để cho anh em có thể gọi là tham khảo cho mình những cái mẫu củi. Một, nó là những cái mẫu củi Condo FX Benjamin, đấy, Condo Z, Condo U, Condo Thẳng, Condo Talon, Condo dài rất là nhiều. Đấy, hai nữa là em có những cái kênh và chuyên về kính nhé, chuyên về kính và cành. Đấy, em có thể vào những cái kênh
khoảng mười mấy kênh cơ, cũng có thể là không đăng ký được hết, nhưng mà anh em cứ đăng ký được kênh nào thì tốt kênh đấy anh em nhé. Đấy, anh em vào đăng ký giúp em để có thể gọi là giữ liên lạc được với nhau, và có thể là cùng chung một đam mê thì anh em có thể giao lưu. Đấy, rồi xin chào tất cả anh em nhé, rất là đẹp luôn. Cái này nếu mà anh em nào muốn thay cảnh nữa thì thay cái cảnh TK Hồng Kông nữa thì là ok. Riêng cái cảnh TK Hồng Kông thì có thể bao cho anh em cây này 90m nhặt mồi. Đấy, cành TK nữa thì anh em có thể tự cộng giá nhé, anh em có thể tự cộng giá. Đấy, cành này thì nó là 1,5 triệu, cành TK thì nó là 2,2 triệu, cộng thêm 700 nữa. Đấy, anh em có thể cộng thêm 700 nữa thì cái cấu hình này nó sẽ cao lên và sẽ bao được cho anh em khoảng 90m nhặt mồi. Đấy, rồi em sẽ xin kết thúc video tại đây. Đấy, chúc anh em sức khỏe và thật nhiều may mắn nhé. Sau đây là sẽ mang cây này đi bơm hơi và đi test để trả khách. Cây này thì đã có khách đặt rồi, thì em sẽ tiện đây thì em lên cấu hình cho anh em thôi. Rồi, xin chào tất cả anh em nhé.